Hi, xin chào tất cả mọi người. Đây, rất nhiều các bác đã yêu cầu là làm cho bác xem một mẫu Daikin, Daikin Vit. Đây, con này là Daikin Vit nhất của Daikin thì các bạn. Con này là con Daikin đầu 40 các bác nhé. Con này siêu đẹp luôn. Con này lọc từ rất nhiều lô ra mới có con đẹp như thế này. Đấy, đầu 40 Daikin, con này Daikin full chức năng. Tức là nó có streamer này, nó có oxy này. Đấy, oxy tức là nó có chế độ tạo oxy để làm cho phòng mình nó thoáng. Nó thoáng, nó như kiểu là không khí ở ngoài trời đấy. Không khí như kiểu gió mùa thu ấy, mát rời rượi đấy. Không bí bích, có bù ẩm tất cả mọi thứ, lọc không khí. Đây, như con Daikin này. Con Daikin này con đầu 40, nó dùng điện 100V các bạn. Đây, mình sẽ view về ngoài qua cho bác xem nhé. Đây, con điều khiển này của nó đây. Tao con điều khiển này cũng rất là nhiều tiền rồi, cũng tiền triệu rồi các bác. Đấy, có streamer này. Đấy, streamer này, hiện giờ tất cả mọi thứ đều ok hết các bác nhé. Con này em mới thuê, họ chuyên làm Daikin, họ mới chọn được những con này. Đây, mình sẽ ấy về hình thức của nó. Con này có sẽ mã là 40SRB. Đấy, 40SRB. Nó dùng điện 200V các bác. Đây, để em view rõ hơn. Dùng điện 200V. Đấy, dùng điện 200V. Năm sản xuất của nó là 2015 các bác, cực mới luôn, 2015. Nó sử dụng điện 200V, sử dụng ga 32, ga đời mới nhất. Đấy, nó có streamer rồi, khí tươi rồi gió tươi, tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết. Đây cũng nóng ở đây các bạn, đây cũng nóng đây, siêu đẹp luôn. Em đã cho thợ bọc vào rồi. Đây, chế độ khí tươi nó riêng có một bên này tầm 20 phân đấy, để nó làm gió tươi ở trên khu vực này. Đấy các bác nhá. Đấy, đây này, con này cực hiện đại luôn, cực hiện đại luôn. Đấy, máy thì máy 16.000 BTU, chạy được phòng 20 đến 25 mét vuông này. To, con này to cao. Đây, hệ thống này các bác này, cực kỳ hiện đại luôn, cực kỳ hiện đại luôn các bạn. Đấy, rất nhiều chế độ, rất nhiều chế độ. Cái này là streamer này. Đấy các bác này, này là streamer, streamer của Daikin này. Có muốn Daikin thì có streamer các bác nhá. Đấy, tháo hệ thống luôn, streamer của nó các bạn đều rất là đẹp. Đây các bác xem này, vệ sinh dàn này, chế độ mắt nhận này, mắt nhận này, điều chỉnh hướng gió này, điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, đây, hệ thống lọc đây rất là sạch nha các bác nhá, nhìn rất sạch sẽ, rất đẹp. Đấy các bác nhìn này, nhìn có chất không? Đây là mặt lạnh nhá, dựng mặt lạnh của nó. Con này thì nó còn khá là đẹp, nói chung còn khá là đẹp. Rất là nhiều máy nhưng mình mới chọn được con như này. Thế này em rất làm ít làm Daikin, không chọn Daikin mấy, nên dọn nên chỉ phải những con nào đẹp, xuất sắc, những con hàng tuyển, hàng mẫu, hàng vớ vẩn, nên cả trăm con mới chọn một hai con thì mình làm thôi. Đây, lưới đây, lưới ở đây nhá, lưới của nó xanh đét đấy các bác ạ. Giật lạnh nó xanh đét luôn. Đấy, cục nóng này, cục nóng thì siêu đẹp, cục nóng siêu đẹp luôn. Đấy, đã bọc kỹ rồi, chỉ chờ các bác đến, chỉ cần các bác yêu thương thôi là cho lên được. Đấy, máy 16.000. Con này thì cực chất. Mình xem về cái cục nóng của nó nhá. Cục nóng của nó cũng là 40SRB. Đây, 40SRB, nó như kiểu mặt lạnh luôn. Thì bọn này phải trùng đầu trùng đuôi thì mới chạy được, như đời của thằng Daikin. Đây, rất là nặng, 51kg các bạn, 51kg. Đấy, các bác nhìn nó khủng khiếp không? Con 40, con 40 mà nó nặng đến 51kg. Dùng điện 200V, 50-60Hz. Đấy, 1.1kW/h. Dùng ga G32. Đấy, ga của nó 1,4 cân, gần 1,5 cân ga. Đấy, chế độ BC này, 4.17 này, 2.5 MPa BC, công suất F. Đấy, nặng 51kg các bạn, 51kg. Đấy là riêng cả khối giàn nóng để ngoài rồi các bác nhá. Khối giàn nóng ngoài rồi thì xem một khối giàn lạnh nó bao cân.
dần lạnh, chưa nhìn thấy cân đâu, chưa nhìn thấy cân đâu. 0,1, 4,2, 4,6, à đây, 15,5 kg, 15,5 kg. Đấy, các bác kinh không? Cả ốc cục dần lạnh dần nóng, một cục là 51, một cục là 15. Đấy, nó rơi vừa tầm 60 mấy cân rồi, 66, 67 cân rồi các bạn. Rất là nặng. Toàn nói về đồng, mình bán đồng lát chắc cũng còn nãy mất. Đấy, anh em thợ nhiều lúc cứ chiêu nhau là như vậy. Nhiều lúc cân đồng đi bán còn nãy. Rất là nhiều đồng các bạn. Đây những cái khối này to, to cao kinh khủng đấy các bạn. Đấy, máy đầu 40, 16.000, dùng điện 200V, ga R32, nóng nóng lạnh nặng gần 70 kg. Các bác nhìn nó kinh khủng nào, nặng siêu kinh khủng khiếp, rất là to cao các bác nhá. Đấy, rất nhiều bác rồi, rất nhiều bác dặn em rồi là view cho con Daikin. Đấy, Daikin hôm nay con này nó đẹp quá thì em thuê thợ nó dọn thôi. Đấy, nó đẹp quá mình thuê thợ dọn, chứ mình cũng không chuyên về Daikin, không làm dọn nhiều với Daikin, cũng chỉ bán nô bán nít thôi các bạn. Bán nô bán nít ngày bán mấy trăm con ấy, mà toàn cho thợ thôi chứ không bán cho người tiêu dùng về Daikin mấy. Nhưng cái con này nó đẹp thì mình cho thợ thuê họ dọn dẹp vệ sinh lại. Đấy, để mà bán cho các bác tiêu dùng vì nó đẹp, nhìn nó chất, nó còn nguyên chất bãi luôn các bác. Đấy, máy thì cực là đẹp rồi, nhìn rất là siêu kinh khủng khủng khiếp rồi. Đấy, con này nắp phòng khách thì đẳng cấp luôn các bác nhá. Đấy, các bác cần inbox cho em hoặc điện trực tiếp em số điện thoại là 0961519122, gọi điện hoặc là kết bạn Zalo theo số điện thoại đó để em tư vấn cho phòng như thế nào, lắp được con như thế nào thì em sẽ inbox cho các bác nhá. Tư vấn miễn phí luôn, các bác cứ gọi thoải mái các bác nhá. Đấy, rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm video của em. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.